Và anh em đừng quên là hiện tại thì Chim Sẻ Food vẫn đang có bán thịt trâu gác bếp với giá 600.000 một cân, free ship toàn quốc cho anh em. Và những anh em ở nội thành Hà Nội thì vẫn có món gà ủ muối hoa tiêu giá là 230.000 một con, free ship 100% nội thành cho anh em nhá. Mọi người có thể ủng hộ trực tiếp cho Chim Sẻ order hàng tại đây luôn, hoặc là liên hệ đến số điện thoại 0363888689 anh em nhá. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Và một bầy hươu đầu dành cho Chim Sẻ. Đây là bầy hươu có 5 con. Ngoài thì lợi thế của Chim Sẻ đang trước game thủ Hồng Anh trong kèo đấu solo này đang là rất lớn rồi. Vâng, đúng như những gì mình phân tích lúc đầu thì kèo này nó là kèo 1-10-1-9. Một kèo đấu cũng được nhận định là tương đối cân. Chim Sẻ thì gọi là nhỉnh hơn Hồng Anh chút thôi, nhưng mà trận nào cũng nhỉnh hơn. Đâm ra là tỷ số bây giờ nó cũng hơi sâu. Kèo đánh giá 1-10-1-9 nhưng mà trận nào cũng 1-10-1-9. Vâng, cái hơn đấy nó khác lắm. Chưa có trận nào đời 4 không đánh solo random thì hiếm lắm anh em ạ. Khó lắm, khó có đời 4 lắm. Trừ khi hai nhà hai ông game thủ đều là cung tuyển thế ngọa hổ tàng long, thế không điểm yếu thì nó mới có cái thế ngồi sóc dân với nhau được. Chứ còn không thì solo random thường thì các game thủ sẽ lựa chọn phương án cố gắng làm sao ép đời thật sớm và sử dụng được những cái đơn vị quân thời điểm đầu game, thời điểm vừa lên đời xong để tạo lợi thế, thậm chí là tiêu diệt đối thủ của mình luôn ở ngay từ đầu. Bởi vì cái chất quân nếu như không phải là quân giống nhau thì nó sẽ có sự khác biệt về chất quân. Nhiều quân là bằng cái lợi thế đến sớm thì phải lấy được lợi thế sớm. Có những quân người ta chỉ cần đánh thủ thời điểm đầu nó khác. Nó không như các cái kèo solo AC, solo sen, kiểu quân cân nó khác. Nhìn cái trận nhỉnh hơn một tí đấy con thì anh Nguyễn Thế Tuấn. Vâng, kèo 1-10-1-9 nhưng mà trận nào nó cũng 1-10-1-9. Mỗi trận nó hơn một tí. Vâng, bài lại mắc của mắc. Chất quân tất nhiên Egypt vẫn được đánh giá cao hơn so với Summer rồi. Quân đa dạng hơn. Summer thì là quân nó chống chém tốt, dân nó mỡ dày. Summer là có những cái bài đập dân khỏe lắm anh em. Nhất là những cái thế trận mà Summer đánh cung đối đầu với Miwan cũng đánh cung ai gì. Tôi hay thấy các game thủ, thậm chí là tôi đánh online tôi cũng hay gặp những cái trường hợp là vác cả dân lên vụt ngay từ đầu đi cùng với quân. Dân Summer nó tanh khỏe, lúc đầu kiểu 4-5 thằng dân. Công của dân nó chỉ có 3 thôi nhưng mà nó đập nhiều dân nó đập cũng đau chứ. Ví dụ trong trường hợp mà anh em đánh chém đối đầu với con Summer và con Lạc Đà mà không đủ lực để lưng giáp ấy. Con Lạc Đà mà không có giáp nhưng gặp dân Summer không dám chém. Tuyệt luôn anh em ạ, nó hổ báo lắm. Chớm đập một cái nó đập tôi đau, đập nhấc người ngay. Thế Vũ ui rồi. Bảo Bình Nguyễn Tiên nói như cứt. AC làm gì có cửa, solo với Seng tôi đến thần kinh với bạn mất. Tôi bảo những cái kèo solo AC với solo Seng, tôi có bảo AC với Seng solo với nhau đâu. Lần sau thì nghe cho nó kỹ vào. Vâng, kèo 07 là kèo không thất. Không thất. Vâng, xin phép anh em trong cái lúc diễn biến trận đấu nó chưa căng thẳng. Vâng, quảng cáo cho đơn vị tài trợ đồng hành Bình Quân Group nha anh em nhá. Máy nông nghiệp. Anh em mà có nhu cầu mua những cái sản phẩm máy nông nghiệp của Bình Quân Group thì có thể liên hệ với Bình Quân Group để có thể tìm hiểu thêm về những sản phẩm. Bình Quân Group, tập đoàn sản xuất máy nông nghiệp số 1 Việt Nam với hơn 200 cán bộ kỹ thuật viên trong suốt 31 năm qua. Bình Quân Group đã nghiên cứu phát triển, cải tiến sản phẩm để đưa tới bà con nông dân hơn 100 dòng máy nông nghiệp như các dòng máy ép cắm viên, máy băm cỏ, máy nghiền khô, máy băm gỗ, máy sấy thực phẩm, giúp bà con nâng cao năng suất lên hàng chục lần, tối ưu chi phí mang lại hiệu quả kinh tế cao. Bình Quân Group, máy nông nghiệp số 1 Việt Nam. Alamaz, Papadakis. Alamaz, Homus.
bình luận viên này có biết hát không à? Không, em thường thường thì cũng hay đi hát, nhưng mà vào phòng hát thì em không hát, em làm việc khác. Vào đấy học bài, đọc sách anh em ạ. Rồi, Hồng Anh có một trận đấu đi dâng lờ. Đây là một map lên sớm của Egypt và con Summer của Hồng Anh trận này lên sớm nhá. Chim sẻ đang chủ động đập cái bóng e này luôn để còn lấy thế bo. Chúng ta có thể thấy những cái tính toán của chim sẻ. Đây chính là B ở một cái vị trí nói chung là xa nhà quân của đối phương. Vâng, điều đấy sẽ khiến cho Hồng Anh bị chậm nhịp tiếp cận vào cái nhà BP này. Nói chung là làm gì cũng có cái sự tính toán rất là kỹ. Và nhảy số nhanh anh em ạ. Bây giờ thì chém thủ với một bài đi dâng nhà đến từ đối phương. Chắc chắn là sẽ phải chém thủ thời điểm đầu rồi để có cơ cấu bò bế cơ sở. Sau đó thì làm gì thì làm, chim sẻ vẫn có một con ngựa giò đẩy đi để có thể tìm ra cái cơ sở làm ăn của Hồng Anh ở trong trận đấu này. Và ngay khi tìm ra thì Hồng Anh cũng đang có một bài đánh khá là đẹp trai. Hồng Anh đang đánh tương đối đẹp trai, ở nhà không bo bế, cậy mình là dân Summer. Vâng, nhưng lúc này thì đập con giò trước, hy sinh một vài thằng dân, sau đó té. Chim sẻ cũng đang trên con đường nâng cấp bánh xe rồi. Tuần này không biết là mất mấy dân thôi. Hồng Anh cũng đã có bánh xe luôn rồi. Hồng Anh cũng đang sử dụng một bài Summer trận này nên cũng sớm và lực cũng khá là khỏe đấy. Giò của Hồng Anh là giò công giáp nhé. Bóng đen không phủ được con lạc đà trong tình huống vừa rồi, rất nguy hiểm luôn. Lúc này thì Hồng Anh cũng đã có cả cung đờ rồi, có cung đờ để chống phù rồi. Bây giờ Hồng Anh có chơi phù không? Tôi thấy cái lượng dân mà Hồng Anh ăn vàng không phải là quá nhiều, số lượng cũng vừa phải thôi. Chim sẻ muốn chém chết một hai con cung đờ này của đối phương để con phù tiếp theo sinh ra nó không bị bỉ. Một phù là phải đỏ chứ còn phù mà lại vẫy như cái con đầu tiên thì tốn vàng. Không, đang không ăn được cái hộp cả. Rồi tơn này thì phù được. Ý, vâng, cái bóng trước mõm con cung R, may mà Hồng Anh không để ý pha đấy. Không thì nếu như Hồng Anh mà pha đấy mà đang điều khiển con cung thì khá cao là chim sẻ sẽ mất đi cái móng. Thì Hồng Anh đẩy tách quân ra để chém vào khoanh ruộng của chim sẻ rồi. Để cho sẻ âm 40 ruộng này thì quân nó nở liên tục, quân ra liên tục luôn. Chạy với chúng tôi này, chạy này. Phù Egypt càng chạy càng chết. Hồng Anh trận này vòng đầu game cũng ăn hoang, không biết là bây giờ Hồng Anh ra ruộng chưa. Rõ ràng ăn hoang, bây giờ vẫn đang ăn hoang. Lực ăn hoang của Hồng Anh khỏe. Và công giáp lên bánh xe luôn. Và có P thủ. Chạy với chúng tôi này, chạy này, 10+3 đấy. 10+3 đấy. Phù Egypt nó rất khỏe. Phù vẫy rất xa luôn anh em ạ. Tổ nghề vẫy đấy. Chưa biết đâu, bây giờ xảy ra ăn được quả rồi là thế nhỉ. Thỉnh thoảng vào lại bị rỉa rất vài thằng dân, hai thằng dân vừa làm trốn xong. Khá là khó chịu với những tình huống đẩy quân của Hồng Anh. Tao thấy mặc dù có cung R rồi nhưng Hồng Anh cũng không thể nào mà còn đánh phế được cái nhà B này của chim sẻ. Nó vẫn đang mất đi một vài con lạc đà. Và Hồng Anh đi vòng, hai game thủ đều đi vòng. Lần này ai đỏ ai đen. Hồng Anh đen. Hồng Anh không phù được con nào, chim sẻ phù được ba con lạc đà trong tình huống này. Được không? Còn nữa được không? Ôi ba con luôn rồi, ôi đường đỏ ăn tất. Vâng, đỏ ăn tất anh em ạ. Nó phải gọi là đỏ, lúc đầu đen con đầu thôi. Phù đen mỗi con đầu thôi. May mà không thảm họa.